Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Về đời David, có một ách cơ cẩn trong 3 năm liên tiếp. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp cùng người rằng: sự này xảy đến vì cớ Sau-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Ga-ba-ôn. Vua bèn truyền gọi dân Ga-ba-ôn và nói chuyện với họ. Người Ga-ba-ôn chẳng thuộc về dân sự Israel, nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit. Dân Israel có thề hứa tha thứ họ. Dầu vậy, Sau-lơ vì lòng sốt sắng về dân Israel và Giu-đa đã tìm cách trừ diệt họ. Ấy vậy, David hỏi dân Ga-ba-ôn rằng: ta phải làm sao cho các ngươi, lấy vật gì mà chuộc tội, hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Dân Ga-ba-ôn tâu cùng vua rằng: chúng tôi đối cùng Sau-lơ và nhà người chẳng đòi bạc hay vàng. Chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong Israel. David tiếp: vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng: người ấy có diệt trừ chúng tôi. Người có toan mưu làm cho chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel. Thế thì hãy phó cho chúng tôi 7 người trong những con trai người. Chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Sau-lơ là người được Đức Giê-hô-va chọn. Vua đáp: ta sẽ phó chúng nó cho. David dung thứ Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Sau-lơ, vì cớ lời thề David và Jonathan, con trai của Sau-lơ, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua bắt Acmoni và Mephibosheth, hai con trai của Ritba, con gái của Aia, đã sinh cho Sau-lơ, và 5 con trai của Mi-canh, con gái Sau-lơ, đã sinh cho Ác-ri-ên, con trai của Bác-si-lai ở Mê-hô-la, mà giao cho dân Ga-ba-ôn. Chúng treo họ lên trên núi tại trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 người ấy đều bị chết chung với nhau. Người ta giết họ nhằm mấy ngày đầu mùa gặt lúa mạch. Rít-ba, con gái A-ya, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời sa xuống trên thây chúng nó. Ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây, và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần. Có người học lại cho David sự Rít-ba, con gái A-ya, hầu của Sau-lơ đã làm. Vua bèn đi đến dân sự Gia-be trong xứ Ga-la-át, lấy hài cốt của Sau-lơ và của Jonathan, con trai Sau-lơ, mà dân ấy lấy trộm khỏi Bết-san, là nơi dân Philistin treo họ lên trong ngày chúng nó đánh bại Sau-lơ tại Gin-bô-a. Vậy, từ Gia-be, vua đem lại hài cốt của Sau-lơ và của Jonathan, con trai người. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, chôn nó với hài cốt của Sau-lơ và Jonathan, con trai người, trong mộ của Kích, cha của Sau-lơ, ở Sê-la, tại địa phận Ben-gia-min. Người ta làm mọi điều y như vua đã dặn biểu. Về sau, Đức Chúa Trời mới đoái thương đến xứ. Dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philistin. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philistin. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ, Ít-bi-bê-nốt, con cháu của Ra-pha, có một cây lao nặng 300 siếc lơ đồng và đeo gươm mới, toàn đánh giết David. Nhưng Abishai, con trai Seruya, đến tiếp cứu vua, đánh người Philistin ấy và giết đi. Từ đó, các thủ hạ của David nài xin người rằng: vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Israel phải tắt chăng. Sau sự đó, lại có một trận khác cùng dân Philistin tại Góp. Ở đó, Sibekai, người Husa, giết Sáp là con cháu của Ra-pha. Tại Góp, lại còn có một trận với dân Philistin nữa.
Enchanan, con trai Yaare Oregim ở Bethlehem, đánh giết Goliath ở Gát. Người có một cây lao, cán như ống trục của thợ dệt. Cũng xảy ra một trận tại Gát, là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rapha. Người có 6 ngón nơi hai bàn tay và 6 ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai Shimea, cháu David, giết hắn đi. 4 người Philistine này đã sinh tại Gát, về dòng dõi Rapha, đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người. Chương 22. Khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Sau-lơ, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng khen ngợi, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã phủ bao tôi, luộc gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền, Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền các tầng trời cũng lay chuyển, nó rung động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và từ miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực. Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi một cherubin và bay, Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng nước, những mây đen mịt chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài vang rân. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa sẽ tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi chừng kẻ kiêu căng, đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Đức Giê-hô-va ơi, thật, Ngài làm ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài, tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chính đáng.
Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không xiêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ tiệt, đâm lũng chúng nó, không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận và khiến kẻ dế nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ, tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát, dày đạp chúng nó giống như bùn ngoài đường. Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi. Vừa nghe nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dế nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Thi Thiên 107. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó, tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bây giờ, trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, đặng đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ vấp ngã không ai giúp đỡ. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác mình. Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng nó dâng của lễ thù ân, lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài biểu, bèn có trận gió bão nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tầng trời rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ. Họ choáng váng xiêu tó như một người say,
sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng. Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô và đất màu mỡ ra đất mặn vì có sự gian ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó và xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sinh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến đổi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhút nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không được. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Chương 5. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều này. Hỡi nhà Israel khá để ý, hỡi nhà vua hãy lắng tai. Sự phán xét có quan hệ với các ngươi, vì các ngươi là bẫy ở Mít-ba và giăng lưới trên Tha-bô. Chúng nó là kẻ bạn nghịch, đã vào sâu trong sự giết lát, nhưng ta sẽ quở trách chúng nó hết thảy. Ta biết Ê-phra-im và Israel không giấu với ta. Vả hỡi Ê-phra-im, ngươi đã phạm tội tà dâm, Israel bị ô uế. Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình, vì lòng dâm ở trong chúng nó và chúng nó không nhìn biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng tận mặt nó, nên Israel và Ê-phra-im sẽ ngã xuống vì cớ tội lỗi mình. Giu-đa cũng sẽ ngã xuống với chúng nó. Chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình, đặng tìm kiếm Đức Giê-hô-va, song không thấy Ngài. Ngài đã lìa khỏi chúng nó. Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi. Hãy thổi kèn ở Gibea, hãy thổi loa ở Rama, hãy la lối ở Bet Aven. Hỡi Benjamin, nó ở đằng sau ngươi. Ê-phra-im sẽ nên hoang vu trong ngày quở trách. Ta rao ra cho các chi phái Israel một sự chắc sẽ xảy đến. Các quan trưởng Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trút nước. Ê-phra-im bị hà hiếp, bị nghiền nát trong sự đoán xét, vì nó đã bằng lòng theo điều răn của loài người. Vậy nên, ta giống như con mọt cho Ê-phra-im và như sự mục nát cho nhà Giu-đa. Khi Ê-phra-im đã biết bệnh mình và Giu-đa đã biết vết thương mình, thì Ê-phra-im đi đến cùng người Asheri và sai đến cùng vua Gia-rép. Nhưng nó không thể chữa lành các ngươi và không buộc vết thương cho các ngươi. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ê-phra-im, như một sư tử con cho nhà Giu-đa. Thật, chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn. Ta sẽ bắt đem đi và chẳng ai có thể giải cứu. Ta sẽ đi, sẽ vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta. Chương 6. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai.
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Juda? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. Vậy nên, ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó. Ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Nhưng theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. Gala-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu. Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem. Chúng nó phạm biết bao là tội ác. Trong nhà Israel, ta đã thấy một việc gớm ghiếc. Ở đó Ephraim thì làm sự gian dâm, Israel thì bị ô uế. Hỡi Juda, ngươi cũng vậy. Có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về. Chương 7. Khi ta muốn chữa lành cho Israel, thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bày tỏ. Vì chúng nó đã làm sự giả dối, kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh giật ở ngoài. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng, ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ, tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình, chúng nó ở trước mặt ta. Chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng. Hết thảy chúng nó đều tà dâm, giống như lò của người nướng bánh đốt lửa, thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men. Đến ngày vua chúng ta, các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm, vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng. Chúng nó rình rập, lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng bánh đã ngủ cả đêm. Đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn. Chúng nó thảy đều nóng hừng như lò lửa, nuốt các quan xét mình. Hết thảy các vua chúng nó đều bị úp đổ, và trong đám họ chẳng ai kêu với ta. Ephraim xen lộn với các dân khác. Ephraim khác nào bánh chưa quay. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Tắt đầu nó bạc lém đém mà nó chẳng ngờ. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng trước mặt nó. Chúng nó dù gặp sự đó cũng không trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ephraim như bồ câu ngây dại không có trí khôn, vì chúng nó kêu Egypto đi đến cùng Assyria. Đang khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó, ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe. Khốn cho chúng nó vì chúng nó lìa xa ta. Nguyên sự hư nát đổ trên chúng nó, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó, nhưng chúng nó nói những điều dối trá nghịch cùng ta. Chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta, song chúng nó kêu vang trên giường mình. Chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình, và loạn nghịch cùng ta. Chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay chúng nó. Dầu vậy chúng nó cũng toan sự giữ nghịch cùng ta. Chúng nó xây lại, song không hướng về đấng rất cao. Chúng nó giống như cung dở trái. Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Egypto. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ,
tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.